Xin chào các bạn nhé. Nay mình giới thiệu với các bạn ấy là mình lại có một bầy chó 9 con nha các bạn. Đây này 9 con này. Đây đang nằm dưới đây. Rồi, thả xuống từng con một. 9 con nha các bạn nha. Bầy này là được 25 ngày đấy các bạn nhé. 25 ngày tuổi. Rồi bắt lắc đi. Đây, để nghe cho bố quay đây. Rồi, thả vô sau. Đây. Ba con này vào, con này con thứ 4 này. Rồi, con thứ 4. Trong này cái được đầy đủ nhé các bạn nhé. Lúc mà mình giá bầy ấy là nó nằm tầm 6,5 kg cho đến 7 kg nha các bạn nha. Mình bán như vậy là 4 triệu một con nha các bạn. Được cái gì một giá nha. À đây là chó của nhà mình nha các bạn nha. Mình không mua đi bán lại thôi. Bầy này không có gì thay đổi là 25 ngày nữa là mình giá bầy nha các bạn nha. 6 tuần nữa. À 4 tuần. 4 tuần là 1 tháng nữa đó. Mình giá bầy như vậy là mình cũng bán 4 triệu một con nha. Ai có nhu cầu mình vẫn ship nha các bạn. Nay mưa quá chưa có phơi chưa có đảm bảo. Đây. Mày này chưa có tập ăn nha các bạn nha. Cứ bắt lên cái hai cái con bún phát lên thôi, hai bún phát này, bắt từng con một. Đây bún phát này là lúc mình đã bày là mình cũng bán 4 triệu một con nha các bạn nha. Cái dòng này nó là bún đấy, bún phát á. Rồi rồi thả nó bắt ra kia. Đây con đực à, có hai con rồi các bạn. Đây con cái, con đực kia thôi. Rồi ai có nhu cầu thì cứ alo nha các bạn. Mình đang là mình phơi nắng.